Ngày xưa, có một người con gái tên là Tơ, cha mẹ đều chết sớm, phải đem thân đi ở hầu hạ một bà quá giàu có. Tính tình của bà chủ nhà ác nghiệt quá đỗi, khiến một hôm thì Tơ phải bỏ đi trốn. Chạy vào một khu rừng, nghĩ bụng thà chết vào miệng thú dữ, còn hơn là ở trong cảnh khốn khổ, bị hành hạ hàng ngày. Thị Tơ đi được một quãng quá xa, phần bấy lâu nay ăn uống thiếu thốn đuối sức, phần vất vả băng rừng lội suối, nên ngã ngất nằm trên một tảng đá. Thần núi ở đấy thấu rõ tình cảnh đáng thương của nàng, mới theo dõi che chở. Khi thị Tơ bừng mắt tỉnh dậy, tưởng chừng mình như vừa qua một giấc chiêm bao. Cảnh vật chung quanh khác hẳn lúc nàng ngất đi. Nàng nhìn thấy mình đang ở trong một cái động, rêu trải mềm mại như nhung, dưới chân một dòng suối đang chảy qua kẽ đá êm đềm như tiếng nhạc. Trước mắt nàng, vừa tầm tay với, vô số những trái cây ngon chín thấm lủng lẳng ở dây leo buông xuống như rèm che của động. Nàng đói khát sẵn, nàng đưa tay lên hái trái ăn ngấu nghiến ngon lành. Sau bữa ăn thanh đạm ấy, trong người nàng cảm thấy khỏe nhẹ khác thường. Thần núi hiện hình là một ông lão râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc bước đến gần nàng. Thấy ông cụ già phúc hậu thì Tơ vái chào kính cẩn. Ông lão làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi nàng ở đâu đến đây, làm sao lạc lõng một mình dưới rừng núi hoang vắng. Thị Tơ chân thành kể lại đầu đuôi mọi nỗi niềm về kiếp sống đầy đọa của mình. Ông lão lắc đầu tội nghiệp cho nàng rồi khuyên nhủ: "Cháu trốn như vậy là phải, cháu cứ ở lại đây, có lẽ sẽ được yên thân hơn, có lão trông chừng cho." "Thưa cụ, cụ là ân nhân của cháu, xin cụ cho cháu được biết cụ ở đâu." "Cả rừng núi này là nhà của lão, lão sống bằng nghề đốn củi, nên nay đây mai đó. Cháu đừng lo ngại, thỉnh thoảng có lão lại thăm. Nếu có việc gì cần đến lão, cháu cứ tới mỏm đá này gọi ông Tiều ơi, là có lão đến ngay." Sáng hôm sau, ông lão trở lại cho thị Tơ một bọc quần áo mới để thay bộ đồ cũ rách nát. Từ đó thị Tơ sống một cuộc đời thanh thản tự do, không phải lo đến ngày mai, không buồn rầu nghĩ đến ngày qua. Dần dần chim chóc, các thú trong rừng đến làm quen với nàng, ngày ngày mang lại cho những trái cây ngon ngọt, quý lạ để dùng làm thức ăn. Sống như thế, nhan sắc thị Tơ ngày một rạng rỡ như đóa hoa trong đồng. Sống như thế, nhan sắc thị Tơ ngày một rạng rỡ như đóa hoa rừng đang độ tốt tươi. Vào thuở bấy giờ, ở thượng giới có một vị thần háo sắc. Sau khi biến cõi thiên đình thành một chốn ăn chơi, rồi chán những thú vui trên trời, thần tìm xuống trần gian. Nhờ phép biến hóa siêu phàm, vị thần biến hóa ra đủ mọi hình dạng để cám dỗ đàn bà con gái có nhan sắc. Từ giới thượng lưu cho đến bình dân, thần hiện ra khắp nơi. Khi là quan trẻ đẹp, tài hoa lỗi lạc, khi là một thanh niên tuấn tú, phong nhã, đa tình để lôi cuốn bao nhiêu người đẹp. Không một người đàn bà con gái nào bị để ý đến mà tránh khỏi sức thu hút của thần, để khỏi rơi vào vòng đam mê. Thần đã chán chề với thượng lưu xa qua. Một hôm đi tìm thú vui ở nơi thôn dã, qua khu rừng vắng không một bóng người, tình cờ gặp cô gái rừng xanh đang nô đùa với bầy chim cùng muôn thú. Sau phút sững sờ trước sắc đẹp của thị Tơ, thần mon men rẽ lá tiến lại, định vồ lấy người đẹp. Một tiếng chim kêu thất thanh, cả cô gái cùng muôn thú vội vàng bỏ chạy trước người lạ, thần ra sức đuổi theo. Thị Tơ quen sống giữa thiên nhiên, đã trở nên nhanh nhẹn khác thường, chạy đi như gió. Thần bèn dở phép phóng theo, trong lúc thần sắp chụp được, thì con nai lớn đến quỳ xuống cho thị Tơ leo lên lưng mà thoát khỏi tay thần này. Nai đưa tới động, thị Tơ sợ hãi không dám bước ra ngoài nữa. Nàng trèo đến mỏm đá gọi ông Tiều ơi 3 lần, thì thấy ông lão hiện ra. Ông lão căn dặn nàng cẩn thận và trao cho nàng một chiếc vòng ngọc, đeo vào tay để có thể muốn tàng hình lúc nào cũng được.
Nhờ thế mà nàng tránh khỏi sự săn đón của vị thần muốn chiếm đoạt nàng. Thấy công đeo đuổi của mình không có kết quả, thua trí một chân nữ, thần nổi giận thề quyết bắt nàng cho kỳ được. Nhờ phép siêu phàm, thần giăng một sợi lưới rộng lớn với những sợi chỉ thật nhỏ và thật chắc bao vây cả khu rừng. Cô gái không dè chừng nên bị mắc vào lưới. May nhờ có một con bạch tượng dùng ngà đâm thủng cứu thoát nàng một lần nữa. Nàng đến gọi ông Tiều. Ông lão hiện ra khuyên nàng lần sau có bị vướng lưới thì kêu đến tên Phật Bà Quan Âm. Vì sợ mắc bẫy nên đã lâu thì tơ không dám ra khỏi động. Nhưng rồi lòng ham muốn tự do chạy nhảy lại thúc giục nàng đi. Lần này nàng hướng về phía khác để tránh sự theo dõi của vị thần si tình. Song nhà phép thần nông, vị thần biết được giờ nàng đang đi đến nơi nào nên giăng lưới trước và bắt được nàng. Nhớ lời ông lão dặn, nàng kêu đến tên Phật Bà Quan Âm. Thì nhiệm màu thay, tất cả các sợi chỉ lưới đều rút gọn lại, thu tròn bằng một hạt đậu. Trong lúc nàng mở miệng gọi đến lần thứ hai, thì trái chỉ theo hơi nàng thở hút vào trong họng. Thấy phép tắc thần thông bị một cô gái thù mất, lòng tự ái của thiên thần bị kẻ phàm trần trêu ngươi quá đỗi. Vì thần nổi trận lôi đình, nghĩ cách trả thù, lập tức gửi ngay thiên lôi ở dưới quyền mình trước kia đến. Thần sét rủ các bạn, thần gió, thần mưa, thần sấm, thần chớp cùng đến ra mắt. Vị thần này liền nhờ thiên lôi giúp mình đánh cho tan tành quần áo cô gái đang nô đùa với bầy thú giữa rừng kia, song đừng làm hại đến người nàng. Thần sét phần lời rồi chỉ trong nháy mắt, giữa lúc cô gái đang vuốt ve mấy con nai bên dòng suối thì mây đen kéo đến kính trời, gió nổi lên dữ dội, sấm dậy ầm ầm, chớp nhoáng chằng chịt, mưa tuôn xối xả. Thị tơ bỏ chạy về động, bỗng một tiếng sét nổ vang trời, rung chuyển cả núi rừng, nhắm bổ xuống người nàng. Thị tơ không hề hấn gì, song lớp quần áo che đậy người nàng đã tan biến đâu mất. Vị thần đứng trên một hòn đá cao chứng kiến cảnh tượng ấy, phía lên. Vị thần đứng trên một mỏm đá cao chứng kiến cảnh tượng ấy, phá lên cười đắc thắng rồi chạy về phía người đẹp. Nhưng thần lại phải thất vọng một lần nữa vì chiếc vòng ngọc đeo ở tay đã giúp cho thị tơ thành ra vô hình. Đêm xuống, thị tơ khó nhọc lần mò về đến trong động. Nàng thẹn thùng với tất cả chung quanh, tưởng chừng như vật gì cũng có mắt đang tò mò nhìn mình. Nàng không dám gọi đến ông lão hay lũ thú rừng quen để đến cuối giấc. Nàng lui vào cuối động, rét rùng lẫy bẫy. Tấm lưới thần đã nuốt vào bụng, làm cho nàng khó chịu, nôn ra thành một đống chỉ mềm dịu, bền chắc. Lạnh quá, nàng lấy quấn vào người là một thứ mềm đắp ấm áp. Thế rồi nàng dần dần tắt thở trong cái ổ chỉ êm dịu ấy. Trước khi linh hồn rời xa khỏi thể xác, nàng thành khẩn nghĩ đến những kẻ nghèo nàn, khốn khổ, thiếu quần áo che thân, phải chết lạnh lẽo như nàng. Tự nguyện sẽ giúp cho họ may mặc, đem những sợi chỉ này dệt thành quần áo. Vì thế mà nàng quá thành con tầm. Để thực hiện lời nguyện ước, hồn nàng mang theo những đống tơ chỉ đến giăng ở ngọn cây dâu trong vườn Thượng Uyển, nơi hoàng hậu cùng vua thường ngự tới mỗi chiều. Khi hoàng hậu ngang qua, hồn nàng mới nhả ra các sợi tơ vàng óng ánh, tung bay cho gió mơn man. Hoàng hậu ngạc nhiên hứng lấy, thấy chỉ tơ đẹp, ánh vàng mềm dịu. Bức thử mới hay là sợi tơ trông mong manh và dẻo chắc lạ thường. Dần lên vua xem, hoàng hậu ước mong được mặc một chiếc áo dệt bằng những sợi tơ vàng đẹp ấy. Nỗi mong ước của hoàng hậu được nhà vua sai người thực hiện. Tất cả những sợi tơ vàng trong vườn ngự quyển đều được đem thu góp lại. Bao nhiêu thợ dệt tài giỏi trong nước được triệu vào cung. Rồi chẳng mấy chốc, một tấm lụa vàng cực kỳ mềm dịu, bền chắc, rạng rỡ dâng lên trước mắt vua. Hoàng hậu vui mừng sai cắt ngay cho mình một chiếc áo dài để hôm sau ra triều ngự cảnh vua. Cả triều sửng sốt trước vẻ đẹp của chiếc áo mới làm, tăng thêm bội phần nhan sắc của người mặc.
vua mới cho triệu thần hay là chính hoàng hậu đã khám phá ra thứ chỉ thờ quý lạ đó và cho phép các quan cùng nhà giàu có trong nước được làm theo hoàng hậu mai thứ hàng mấy kia. Từ đó nghề trồng dâu, nuôi tầm bắt đầu nảy nở, đáp lại nguyện vọng thiết tha của cô gái quê mùa Thị Tơ.